Loki. Đây là chó con của Loki với lại Faye. Đến giờ ăn này đang thì ra xin ăn. Đây. Đây là con cái. Giờ hơn một sáng thôi. Đây, cái này mới đúng hướng sáng. Rồi, yên mình bế ra. Đấy. Cái tiếp. Cái hai nó giống nhau lắm, giống nhau. Nói chung là đàn này giống nhau và giống bố. Hôm nay bắt đầu lại trời này trở gió, bắt đầu hơi lạnh lạnh rồi này. Đây, đứng bên đây cho nó yên tâm. Giống nhau và giống bố. Đây là cái đây của em được đâu rồi. Ra đây rút cả chân cái vừa quay xong này. Đấy là cái đi bây giờ đấy. Em đi cái đây. Rồi em ra đây em đi. Đàn này là nét giống bố. Em đứng là rung 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 rung. Mỗi chim nó ra mỗi chim này này. Mỗi chim nằm bên cạnh này này. Ok. Mỗi này quay cả kỳ ở ngoài vườn nhá. Rồi. Nào, được. Đây mỗi em này. Đây đàn này là có một đực thôi. Kì ơi, kì người nằm ở đấy đi. Nằm đấy thôi. Để xoa xem nào, kì với con kì có giống nhau không? Này. Xoa xem nào, hai bố con giống nhau không? Được kìa. Đàn này thì màu mảng thì cháy. Răng tốt. Quay nhá, con nó rách cái bao mà nó lại mòn đít quần. Được, thằng được duy nhất ở đàn này. Giật cha đấy. Cái thì mấy con cái giống nhau. Đây, cái đây. Ok, đây là con của Kỳ. À, để quay chúng nó chơi đi. Được đấy. Chúng nó chui vào bên trong hơi tối. Xích ra ngoài này xem nào.
Ừ. Mỗi thằng ra thôi à? Ra đây xem nào. Ừ. Cái này nó phi ra. Ừ. Chú gọi ra. Lăng xăng, đúng không? Nghịch thế không trách được bé hơn mấy con kia một tí. Nghịch quá. Đàn này thì màu mảng rất là cháy. Ừ. Dáng thì cao dài là cân đối. Giống bố đấy. Còn đây là chó con của Hanna. Chó con của Hanna với lại Loki. Rồi chào em. Ừ. Rồi xin chào. Đây phi ra chỗ chủ. Nè, ra đây. Đàn này thì có hai con đực. Đây con cái. Đàn này thì sau đàn kia chục ngày. Đây đực đây. Con của Hanna với Luffy đây này. Ta xem này. Ừ, răng tốt. Được đâu, một được nữa đây. Đó, cái à. Đấy, được nở đấy. Tốt. Răng tốt. Đàn này nó có 4 con nên là nó bự hơn là cái đàn kia. To cũng chỉ bé hơn một tí thôi. Nó đẻ sau 10 ngày nhưng mà nó chỉ bé hơn một tí thôi. Hai cái đây. Ôi trời ơi, một cái là muốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Với lại một con đực đã nuôi từ trước. Đây. Đây là hai con cái đây. Hai con cái đều là ở diện to con, màu mảng thì cháy. Màu mảng của bọn này thì rất là cháy. Đây là hai con đực. Hai con đực này. Nó giống nhau lắm. Ok ơi. Phi ra rồi. Đến con đi. Hôm nay thì mà thả ra chung với con thì sẽ chạy mất dép. Hôm trước thì nhau và liếm, chứ còn đến tầm này là chạy ngay. Nó săn cho nó chạy. Hai được. Con này thì lông ngắn. Lông này là lông đẹp. Rồi ra một tí thôi nha, chứ còn gió rồi. Hai con cái này thì một con nó có cái vẹt lông trắng này, nhưng mà cái vẹt này chắc chắn là nó sẽ bay, không thành vấn đề. Nhưng hai con cái thì sẽ nhận diện được. Một con có cái đường kẻ lông trắng ở phía dưới cổ, lớn lên sẽ bay, rất là mỏng. Hai con đực thì giống nhau. Đây là con này thì không có. Nào, xích đây. Mặt thì cũng giống nhau lắm. Nào, xem cái răng xem nào.
Tốt. Này thì chắc là cũng tốt thôi. Hai con cái răng thì cũng tốt nhưng mà kém hai con đực thì tốt hơn. Cái đa này thì to. Ok. Để cho vào. À, ơi rồi cho vào ha. Ok. Ở đây là con của Hanna. Con của Hanna thì nay mới tẩy giun lần đầu thôi, còn chưa tiêm. Con của Phây thì tiêm mũi 1. Ok, chào bọn này khoảng tầm 10 ngày nữa sẽ quay thêm một cái video nữa. Lúc đấy là có thể bắt đầu chọn chó rồi. Đây, bố Loki đây. Ok, xin chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.